Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay không phải là ngày Phương đăng video nhưng mà Phương cũng quay một cái clip vài phút cho các bạn thấy rằng cái bữa cơm của người Hàn Quốc thực ra là không có phức tạp. Hôm nay mình có giá mình tự trồng thì mình sẽ làm giá trộn dầu mè. Cái video clip mình đã có rồi. Còn món canh thì mình chỉ lấy một phần canh xương tủy bò rã đông và cho một ít củ cải vào đây nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Và mình sẽ sang cái công đoạn mình chuẩn bị mực. Hôm nay mình làm mực xào tương ớt cay. Mực thì mình sẽ trụng sơ trong nước sôi chừng vài giây thôi nha, với lại một muỗng canh giấm và một muỗng canh rượu. Mình cho vào đây mình trần khoảng chừng 5 giây thôi là mình phải xả nước liền. Mình rửa qua nước sạch cho mực nó giòn. Xắt nhỏ mực ra, mình có thể tỉa hoa nếu các bạn muốn. Sau đó mình sẽ ướp vào mực là một muỗng canh tỏi, 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng nước đường, khoai syrup, syrup bắp của Hàn Quốc đó các bạn, 3 muỗng canh bột ớt. Cái món này mình cần ăn cay nó mới đậm đà và ngon. Phương chỉ dùng 1 muỗng cà phê vung tương ớt Hàn Quốc, chút xíu bột gừng, nếu các bạn có gừng tươi thì cho vào một ít cũng được, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh rượu nấu ăn. Mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên và để chút xíu khoảng chừng 10 đến 15 phút thôi. Cái món này mình cũng không có cần thời gian ướp. Bây giờ Phương sẽ bắt một cái chảo cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ăn. Mình cho khoảng chừng 1/4 củ hành tây, ít củ hành tây thôi nha. Cái món mực xào này là mình không cho rau củ gì hết, tại vì nếu các bạn cho rau củ thì nó sẽ ra nước và mực sẽ bị dai. Cho nên 1 ít củ hành là được. Mình chỉ đảo sơ trong vòng là 2 phút thôi, các bạn thấy mà mình cứ để lửa lớn. Trong vòng 2 phút thì cái nước sốt nó sẽ cạn dần mà nó sẽ ngấm vào mực, thì mình sẽ cho hành lá. Mình sẽ bắt xuống liền. Các bạn đừng xào lâu quá nó dai nha và nó ra nước nữa. Rắc thêm một chút xíu mè rang lên trên. Vậy là xong món mực rồi. Hồi nãy cái phần mà làm giá trộn dầu mè thì Phương không có quay. Phương sẽ để video clip cho các bạn nào mà chưa thấy, chưa coi thì nhấn vào xem nha. Còn cái canh xương tủy bò với củ cải thì mình chỉ nêm là chút xíu với hạt nêm, chút xíu muối. Vậy là xong một bữa cơm. Bữa cơm chiều ngày thứ bảy nhà mình nè các bạn, rất là đơn giản. Ăn cùng với các loại kim chi. Ở đây Phương có kim chi cải thảo nè, rồi tương tương đậu nành mình tự pha, và kim chi hẹ. Phương sẽ ra cái kim chi hẹ trong vòng tuần sau, Phương đã có quay rồi. Phương cảm ơn các bạn theo dõi. Nay mai Phương sẽ ra tiếp theo một cái video mới về cái món mì lẩu xúc xích thập cẩm của Hàn Quốc, các bạn đón xem nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. What is that? What